dụng kiểu Facebook được cho ra mắt tại Việt Nam khi mà Cộng sản Việt Nam thắt chặt các luật về Internet. Tính đến từ Hà Nội, vào hôm thứ Ba, một mạng xã hội kiểu Facebook đã được cho ra mắt tại Việt Nam. Theo lời của ông Hà Trung Kiên, giám đốc điều hành của tập đoàn kỹ thuật G-Group, Gapo là một ứng dụng di động cho phép người dùng tạo hồ sơ cá nhân và chia sẻ bài đăng lên trên một newsfeed theo kiểu Facebook. Ứng dụng này đã nhận được 500 tỷ đồng, tức là 21.55 triệu Mỹ Kim, tiền tài trợ từ G-Group. Bất chấp các cải cách kinh tế và tính cởi mở ngày càng gia tăng đối với thay đổi xã hội, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông ở Việt Nam và không dung thứ cho việc bất đồng chính kiến. Ngày càng có nhiều nhà hoạt động và người bất đồng chính kiến bị bắt hoặc là xét xử trong năm qua vì đăng tải nội dung trực tuyến bị xem là chống nhà nước. Vào tháng 5 vừa qua, thì Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết gần 10% trong số 128 tù nhân bị giam giữ tại Việt Nam vì bày tỏ quan điểm bất đồng đã bị bỏ tù vì đăng tải bình luận chống lại nhà nước trên các nền tảng truyền thông xã hội như là Facebook. Việt Nam cũng đã gia tăng áp lực lên các công ty như Google và Facebook với luật an ninh mạng gây tranh cãi có hiệu lực vào tháng Giêng vừa qua. Các công ty kỹ thuật toàn cầu và các nhóm nhân quyền đã đấu tranh phản đối đạo luật này. Luật an ninh mạng yêu cầu các công ty phải thiết lập văn phòng tại Việt Nam và lưu trữ dữ liệu tại đó. Vào tháng 9 năm 2018, thì Bộ trưởng Bộ Thông tin là Nguyễn Mạnh Hùng đã kêu gọi các công ty Việt Nam tạo ra các lựa chọn thay thế trong nước cho các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài. Vào tháng trước, thì Việt Nam đã yêu cầu các công ty không quảng cáo trên các video có chứa thông tin tuyên truyền chống nhà nước được lưu trữ trên YouTube.